Sơn nói đây là cái món quà mà phụ huynh của My cũng như là thành viên của gia đình báo, là một cái cộng đồng yêu mến My và Cu Đen đấy, muốn chia sẻ cùng với lại nhà trường. Nó đơn giản là như vậy thôi, chúng ta cứ cần làm qua cái vấn đề nó lên làm cái gì, đúng không mọi người? Đâu nhất thiết là người tặng là phải có mặt đâu. Nhiều khi tôi không có mặt mà nhờ Sơn qua thì các cô ấy còn cảm thấy đỡ ngại hơn chứ, đúng không? Nhiều khi mình đến mình bảo đây là quà của em, nhiều khi thì tất nhiên là nó không bằng mình nhờ một cái người bên thứ ba rồi. Ví dụ Sơn là một cái người mà không phải là người mang quà của Sơn đến, mà là người mang quà của cái người nhờ gửi đến, thì cái góc độ người ta là người nhận thì nó sẽ đỡ hơn. Ví dụ như bây giờ giả sử mọi người tặng quà cho tôi với My qua văn phòng đi, mọi người gửi qua bên chú rực bảo vệ, thì tôi với My nhận trên khui quà một cách nó rất là tự nhiên. Nhưng giả sử đi mọi người đến trực tiếp văn phòng và mọi người gặp và mọi người đưa, thì tất nhiên là mình nhận quà của mọi người, nhưng mà cái góc độ nhận trực tiếp như vậy thì đôi khi nó sẽ ngại hơn là cái việc là đã đưa qua chú rực rồi thì đến chỉ nhận quà thôi. Nó đơn giản là như vậy mà, nên chúng ta đúng đâu cần phải làm quá vấn đề, đúng không? Mình chia sẻ cái tấm lòng của mình đâu nhất thiết là mình cứ phải có mặt để mình đưa đâu. Có rất là nhiều người họ đóng góp bằng việc xây chùa xây chiền đấy, đâu nhất thiết là họ phải đến tận nơi đó đang xây chùa, họ nhìn cái chùa rồi họ mới đóng góp đâu. Có thể là nhờ người thân hay là một ai đó người ta đang có mặt ở nơi đó, người ta nhờ gieo duyên, đúng không mọi người? Nên là chúng ta cứ thoải mái trong cái vấn đề đó đi. Điều quan trọng nhất là cái tâm của chúng ta nó cảm thấy nó vui là được rồi. Nên là không nhất thiết là chúng ta cứ làm cái gì là chúng ta phải có mặt à. Nha, rồi ok. Bây giờ là chúng ta sẽ lên đơn combo để top nha. Bây giờ đang giảm cho mọi người là còn 199.000. Mẹ bóc mấy chục cuốn lịch đấy. Nào mọi người ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong giỏ hàng chốt đơn nha. Ai xà, khó quá đi mà, 18 tuổi em bị bán sang đại lục. Em ơi em muốn mất tôi đây nên không phải thất tình. Một quên một bóng em lên đêm lại trái tim. Anh không thể đến. À, cái bạn shop mẹ và bé đang livestream ăn cắp cái livestream của mình thì mong là bạn đừng như vậy nữa. Bạn nick TikTok tên là shop mẹ và bé này đang lấy cái livestream của mình và đang live ở trên cái kênh này, thì không biết là bạn yêu mến hay là như thế nào, nhưng mà mong bạn bỏ nó đi. Tại vì mình đang bán hàng để mà mình làm cái chương trình nó thiện nguyện, mình lấy cái livestream như vậy không biết là về mục đích gì, nhưng mà đôi khi nó sẽ làm cho mình bị TikTok người ta soi mói, nghĩ là mình đang phát đơn lại rồi này kia các thứ, nó ảnh hưởng đến cái phiên live của mình. Nên là mong nếu bạn yêu mến thì bạn đừng làm vậy nữa nhá, bỏ đi dùng mình với. Em 2K6 được không thầy? 2K6 là bao nhiêu tuổi ta? 2K6 là 17. Dạ trái, dạ trái. Dạ trái. Dạ trái nhá. 96 được mà, 96 đủ tuổi rồi. 2000 là bao nhiêu? 2000 là 10 mấy tuổi. 2000 là 23 đứa. Trên 18 là ok, múc luôn. 2K2 là 20 tuổi, 2K3 là bao nhiêu, 2K3 là 20, 2K2 là 21, ok. Xử luôn, xử đẹp luôn. Mãi sau này anh mới biết, ông nó không phải. Hai mươi bốn đơn. Trời ơi sao anh đẹp trai quá nhỉ, cảm ơn em quá khen. Em 93 tuổi được không thầy? Ui 83 nữa kìa, ui rồi ôi. 50 tuổi chống gậy mẹ nó rồi còn ham hố cái gì nữa. Khổ lắm. Thầy có mang giày độn không? Con nào nói ta mang giày độn ta ký đọc. Không có độn một cái gì luôn. Độn cái nào? Người ta cao 1m8 mà cứ kêu người ta mang giày độn. Phải hiểu quá, cứ bắt nạt riết.
còn nhiều cái là chưa nói đâu. Rồi bây giờ mình sẽ lên cho mọi người combo bánh thuyền phủ hạt cộng với lại bột rau má nha. Chẳng qua là anh đã 228.000 chốt đơn luôn mọi người ơi. Thầy có đồng ý làm bố của con em không? Thầy không có đổ vỏ nha. Em đi đổ cho thằng khác nghe. Không độn hèn chi hôm nay cao một. Nhiều cái không muốn nói. Hey. Nãy sau nơi anh ơi biết bông hoa đó không phải của anh. Dình đưa sáng như hóa rộng rừng. Còn 7 phút nữa. Đơn thì nó tăng như rùa. Thôi còn 7 phút nữa nha mọi người. Thì bây giờ như này nhá. Mình sẽ xem coi là bây giờ là đang được mọi người đợi xíu nhá. Xem nào. Rồi, tôi sẽ chụp doanh thu cho mọi người coi nha. Đây. Tôi vừa chụp nha. Mọi người thấy không? Đây. Doanh thu hiện tại bây giờ là 6.9M. Là 6.9 triệu nha. Rồi, bây giờ như thế này nha. Doanh thu mà như thế này thì lợi nhuận của cái doanh thu này nó chỉ được có triệu mấy thôi. Mà mình gửi cho trường có 61 triệu mấy thì nó cũng sẽ rất khá là kỳ đúng không mọi người? Thì bây giờ mình có ý kiến như này nha. Coi như là toàn bộ cái doanh thu trong cái buổi ngày hôm nay, mọi người đặt hàng thì mọi người sẽ vẫn nhận sản phẩm. Và Hùng xin nhắc lại nha, doanh thu nó khác với lợi nhuận nha mọi người. Có nghĩa là trong cái 6 triệu 9 đó là tiền mọi người đặt sản phẩm ở đây này, hàng để top để tiền tất cả mọi cái. Thì khi mà mình trừ đi tất cả các khâu như là vận chuyển này, kho bãi này, nhân viên đóng hàng này, chăm sóc khách hàng này, rồi tiền sản phẩm này tùm lum tùm la, thì đó mới là lợi nhuận. Thì mình gửi lại cho trường thì nó cũng không có được bao nhiêu so với cái doanh thu như này. Thì bây giờ Hùng sẽ coi như là toàn bộ doanh thu của cái phiên live ngày hôm nay mình sẽ dùng để mà mình làm một cái phần quà cho trường của My và Cu Đen đang học. Và mình cộng thêm 3 triệu vào nữa cho nó tròn 10 triệu. Và mình sẽ chuyển 10 triệu đó cho Sơn. Mình sẽ chuyển 10 triệu đó cho Sơn. Và mình nhờ thứ hai này Sơn lên trường sẽ gặp cô hiệu trưởng hoặc là cái cô mà có cái trách nhiệm cao nhất trong trường về cái việc mà nuôi dưỡng các trẻ ở trong trường đó. Thì mình sẽ nhờ Sơn nói với cô rằng đây là món quà của gia đình báo và là người phụ huynh của My muốn chia sẻ cùng với trường để cho trường có thể là hỗ trợ các em trong quá trình cùng nhau dạy học nhá. Thì Hùng xin được chia sẻ lại nha. Đây, cái doanh thu mình vừa mới chụp trực tiếp cho mọi người xem đó. Doanh thu là chỉ có 6 triệu 9 thôi nha. Mà Hùng nhắc lại đấy, doanh thu nó không phải lợi nhuận nha. Nên là hồi nay cũng có chị mua hai combo khoảng tầm là 900.000 và chuyển cho mình là 1 triệu và nói là 1 triệu đó mình chuyển cho trường, nhưng mà thực ra là doanh thu chứ nó không phải là lợi nhuận. Lợi nhuận là của 6 triệu 9 thì nó cũng chỉ được khoảng triệu mấy thôi, nó không có nhiều. Gửi cho trường như vậy thì cũng đâu có hỗ trợ được các em gì đâu. Nên là bây giờ mình sẽ coi như là thay mặt tấm lòng của mọi người, gia đình báo. Con My nó đang xem live hả? Con gái đang xem live của ba à con? Ba sẽ thay cho con làm một cái món quà ý nghĩa tặng cho cô giáo nha. Nên là con nhớ đi học cho nó đàng hoàng vào nha con. Đừng để làm cho ba phải lóng nha. Đừng để cho ba phải lóng đấy. Rồi ok mọi người đợi tôi xíu nha, tôi sẽ gọi cho Sơn. Mình muốn làm cái này để cho mọi người thấy được rằng là alo.
Em nhé. Em gửi cho anh số tài khoản xong anh chuyển cho em 10 triệu, xong rồi thứ hai em lên trường em chở cô đen đi học á, em gặp cô hiệu trưởng em lấy 10 triệu đó em bỏ vào một cái phong bì xong... Anh, bên trường cô không có nhận tiền nữa. Không nhận. Cô chỉ nhận hiện vật thôi. Ui à? Ví dụ như 10 triệu đó mình đi mua cái gì, đồ ăn này kia, gạo, cái gì có trường thì được. Còn bên trường là không có nhận tiền. Thế bây giờ mua cái gì được ta? Thì anh cho bà với chị anh xem một mua cái gì. Em thấy là mua gạo, mua đồ ăn đi các. Tại vì trưa là các bé sẽ ăn ở trường á. Rồi ok, để hỏi ý kiến của mọi người. Thế bây giờ thì theo mọi người là mua cái gì mọi người? Mua gạo hả? Tại vì buổi trưa là các bé ở trong trường là các bé sẽ phải ăn trưa. Mua gạo hả? Gạo với giờ ăn. Mọi người đợi xíu. Không ai nói gì luôn đó cha. Chà, không nhấc máy. Hỏi kiểu gì đó. Tặng giỏ trái cây làm gì? Trời đất ơi. Này mình đang cùng nhau đồng hành với lại các bé ở trong trường mà, bởi vì các cô đang dạy các bé ở trong trường thì mua giỏ trái cây làm chi? Mình mua những cái gì là những cái thực phẩm mà hàng ngày các bé cần phải sinh hoạt ở trong trường á thì mình mua. Giờ này cô ngủ rồi cha ơi, mới có 9:40 cô ngủ sớm vậy ta. Không thì thầy lấy 10 triệu đó mua bánh thầy bán tặng vừa công đôi việc luôn, thầy vừa giới thiệu luôn. Cũng hợp lý. Sao đây ta? Rồi theo mọi người là tôi sẽ lấy cái 10 triệu đó tôi mua hai cái loại bánh thuần chay này để tôi tặng cho trường, hay là tôi sẽ mua cái gì? Cái này là mọi người chúng ta đóng góp ý kiến thôi. Nói chung là hôm nay thì mình sẽ trích ra 10 triệu tiền túi của mình để mình làm cái công việc này, để mà My hay cô đen và các trẻ trong trường á, thì cũng sẽ có được cái niềm vui đó. Các cô thì cũng thấy rằng là phụ huynh cũng rất là quan tâm đến cái việc học của các em ở trong trường. Thầy hỏi qua ý kiến của cô giáo xem mua gì, mình vừa mới gọi điện đó mà không thấy cô nhấc máy. Mua gì thì hỏi cô rồi mua, vừa gạo vừa gia vị. Ôi trời ơi, mình nghĩ là trong trường thì nói chung là gạo thì chắc các cô cũng có đầy đủ, bởi vì mỗi ngày thì đều cho các em ăn mà. Thôi bây giờ nói chung là nhiều ý kiến quá, mình chỉ muốn nói với mọi người trên live thôi là mình sẽ cùng với lại mọi người, mình sẽ cùng với mọi người có số tiền là 10 triệu đó, mình sẽ làm một cái gì đó, ví dụ như mua cái gì đó thì mình sẽ hỏi lại ý kiến của ví dụ như chị Lan Anh hay cô giáo sau. Đấy, thì mình nghĩ là mình nói như vậy được rồi, thì sau đó mình sẽ quyết định sau làm sao để cho cái 10 triệu đó nó quy ra thành thực phẩm. Đấy, thì mình vừa mới gọi điện cho Sơn rồi, thì mọi người nghe là trường không có nhận tiền, thì bây giờ mình quy ra thành hiện vật đó, ví dụ như thực phẩm là gồm cái gì. Đó, thì mình sẽ nói với mọi người để mọi người biết rằng là ngày hôm nay 20 tháng 10 là chúng ta đã cùng nhau làm những cái điều đó. Và Hồng xin được nhắc lại là gia đình báo cùng nhau làm cái chương trình này. Và khi mình quyết định mình mua cái gì rồi thì mình sẽ
làm theo. Ví dụ như là bánh hay là gạo hay là bất cứ một cái gì thì mọi người yên tâm là chắc chắn là hôm nay là tôi sẽ chuyển 10 triệu đó vào số tài khoản của Sơn hay là ai đó phụ mình cái việc mua gạo hay là mua gì đó, để quy ra thứ hai này mình sẽ mang đến trường và làm cái chương trình thiện nguyện này nhá. Rồi ok, mình chỉ muốn nói với mọi người là như vậy thôi. Đó. Thì thực ra là hôm nay mình cũng có cái tâm niệm, đó là khi mà mình đến hai cái nơi mà mình làm thiện nguyện đó thì mình sẽ livestream và bán sản phẩm, và lợi nhuận thì mình sẽ trích ra. Nhưng mà thực ra là nó quá ít. Doanh thu mà nó chỉ có 6-7 triệu thôi, thì có trích lợi nhuận từ 6-7 triệu ra nó được 1 triệu mấy thì nó cũng chả làm được gì cả. Đó, nên là mình quyết định là thôi, coi như là cái tấm lòng của mọi người là cùng nhau làm cái chương trình này nha. Thì Hùng muốn nói ở trên live như vậy thôi, để cho mọi người biết là chúng ta cùng nhau làm chứ không phải cá nhân Hùng làm nha. Thì hy vọng rằng là mọi người chúng ta thấy được rằng là chúng ta đang cùng nhau xây dựng ra những câu chuyện nó rất là ý nghĩa và nhân văn. Rồi nên là kết thúc phiên live này thì Hùng sẽ hỏi lại xem coi là bên chỗ nhà trường hay là chị Lan Anh thì thấy cái nào nó phù hợp, thì lúc đó mình sẽ mua, và thứ hai sẽ gửi đến nhà trường, có thể là gạo cộng với bánh cộng với sữa, miễn làm sao là nói chung là 10 triệu đó để mình quy ra hiện vật nha. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã coi cái phiên live ngày hôm nay nha. Phiên live ngày hôm nay là một phiên live rất là ý nghĩa, chúng ta cùng nhau làm chương trình thiện nguyện đó, cùng nhau lan tỏa những cái điều tích cực. Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với lại hành trình này, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể là cùng nhau làm những cái điều nó tốt đẹp hơn nữa. Chúc mọi người chúng ta một ngày 20 tháng 10 thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn gặp mọi người lại vào 19 giờ ngày mai nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi 1 giờ sáng chúng ta cùng nhau gặp ở cốc cây. Mọi người cô gái gọi lại cho mình. Alo. Cô nghe em ơi. Dạ em chào cô ạ. À, cô ơi, em muốn hỏi cô ý kiến này để xem như thế nào để em chuẩn bị á. Thì em được biết là nhà trường mình là cũng nuôi dưỡng cũng khá là nhiều bé, thì bây giờ em cũng muốn chung tay một xíu là em muốn gửi một ít phần quà ngày 20 tháng 10 á. Thì không biết là bây giờ nhà trường mình là muốn là về gạo hay là về cái hiện vật gì để nó cần thiết cho các em trong quá trình học tập, thì cô có thể cho em biết được không ạ? Thế đó thì chắc có lẽ là em hỏi ý kiến của Đoan nha. À, thế cô cho em xin số của cô Đoan được không ạ? Để em gọi em hỏi ý kiến để em biết em nên mua cái hiện vật gì nó cần thiết cho nhà trường và các bé. Vâng, vâng. Dạ vâng. Vậy cô rồi, cho em xin luôn cô số đó nhỉ. Vâng ạ. Rồi chút xíu nữa cô nhắn tin qua cho nha. Dạ em cảm ơn. Em chúc cô 20 tháng 10 có nhiều sức khỏe và luôn bình an nha cô. Rồi cô cảm ơn em nhiều. Dạ vâng em chào cô. Mà mi khoan em. Dạ. Mi nó sao rồi em? À mi nó bị sốt hai hôm nay, thì hôm nay từ qua giờ uống mấy liều thuốc thì bây giờ nó cũng bớt rồi cô ạ. Bây giờ nó chỉ còn sổ mũi thôi. Thì em nghĩ là cô cũng thông qua với em như thế này nè, cô Đoan á. Là dạ. Cổ chọn My, tự vì My nó lớn tuổi. Dạ. Với Tuấn, với Hoàng Nam. Dạ. Là ba em á là coi như học nhanh á. Dạ. Để rút ngắn cái thời gian học lại đó. Thì em cũng hỗ trợ dùm cô cái việc mà học của bé ở nhà đó. Dạ. Nha. Tức là thay vì nó học 1 năm 1 lớp thì bây giờ có thể là 2 năm 3 lớp. Dạ em biết cái đó. Để, vâng vâng rồi rồi. Thì dạ. Đó là cô báo cho em, rồi em cũng hỗ trợ giùm cô cái việc nó học ở nhà nha. Dạ vâng, em cũng sẽ cố gắng để cho bé nó làm bài tập đầy đủ các cô giao và học hành cho nó đàng hoàng. Vâng, vâng, rồi, rồi. Dạ cảm vâng, em cảm ơn cô. Để cô chuyển, rồi để cô chuyển cái điện thoại của cô Đoàn sẽ. Dạ vâng, em cảm ơn cô, em chào cô. Vâng, vâng. Dạ, dạ. Như vậy đi mọi người ha, đó, cô Đoàn là cô hiệu trưởng, thì mình phải gọi điện mình hỏi xem coi là cái nào nó phù hợp. Mày lo mà học đi, mày đang xem live thì mày lo mày học đi con mi. Mày nghe cô vừa gọi chưa? Mày biết thế nào là lễ hội chưa? Mày đừng để cô phải lóng. Cô mà gọi tao lần nữa là tao lại đun nước sôi bằng mình siêu tốc đấy. Mày đừng có nói nhiều. Thầy kèm đi kèm bằng niềm tin à? Kèm đi. Hôm qua ngồi la nhà nó mình mà con la làng. Ông thử đi học đi ông biết. Tôi phải viết 4 trang nữa nè. Trời còn 10 trang nữa biết. Ông thử học đi. Ông thử học đi ông mới biết được. Trời. Mày làm kèm cái gì? Thấy bố nó ở đó nó nhóng nhéo.
Rồi ok mọi người đợi xíu nha. Có số cô hiệu trưởng rồi. Gọi xin phép nói chuyện với cô luôn. Này giống như kiểu chương trình truyền hình trực tiếp đó mọi người ha. Alo. Dạ cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Đoan không ạ? Dạ em chào cô, em là phụ huynh của bé Huỳnh Thúy My ạ. Thì hôm nay em xin số của cô chủ nhiệm để có số của cô. Em chúc cô ngày 20 tháng 10 nhiều sức khỏe với bình an nha cô. Cô ơi, cô cho em hỏi một xíu ạ. Em với lại các bạn thành viên ở trong nhóm của em là gia đình báo thì cũng rất là muốn là có thể là cùng nhau chia sẻ một xíu cái ngày 20 tháng 10 đối với nhà trường với lại các bé ở trong trường á. Thì em gọi điện em xin phép em hỏi cô rằng là không biết là trong trường mình thì bây giờ cái cần về thực phẩm thì là gạo hay là cái gì để bọn em có thể là biết để bọn em mua nó tránh bị nhiều quá khi mà nhà trường đang có những cái ở trong trường sẵn không cô? Bột nêm, bột ngọt, mắm muối gì đó. Dạ. Bột nêm, bột ngọt, mắm muối đúng không cô? Dạ vâng. À vậy vậy là gạo trong trường mình là có đủ để xài để dùng được đúng không cô? Dạ vâng, hiện tại là đủ gạo. À vâng, thế cô cho em hỏi là bây giờ em sẽ mua những cái hiện vật như là bột nêm này, mắm muối này thì có dầu ăn không cô hay là hai cái đó thôi ạ? Đường, bột ngọt, bột nêm, dầu ăn gì đó nhỉ? Là cái đồ à rồi, nói chung là các gia vị đã cho nhà bếp để nấu ăn đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ vâng, em là ba nuôi người giám hộ của bé My ạ. Không, không có đâu. Hôm qua làm gì My nó live stream buổi sáng, nó ngủ với nó bị sốt mà cô. Dạ. Cái việc của bé của thầy mình nhà trường các cô thì cũng đã cố gắng rồi, bé nó lớn tuổi muốn cho nó học nhanh, đã nhờ em biết thứ hai cái bạn đó là bạn một bạn là bạn thứ hai nên là lên đây để cho thầy dạy cho mình dạ. 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 Dạ, em hiểu rồi. Dạ. 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 Dạ em hiểu. Dạ thì nói chung là em cũng cảm ơn những cái chia sẻ của cô. Thì em cũng hy vọng rằng là My thì xưa thì cũng không ở trong một cái môi trường mà giáo dục từ đầu á, nên đôi khi là bé nó trải nghiệm ở ngoài đường phố từ khi còn bé, nên bây giờ đôi khi vào trong một cái môi trường nó còn ngăn nắp, nên đôi khi nó đang cần phải có sự thích nghi. Thì em hy vọng rằng là những cái đóng góp đấy thì cũng sẽ giúp cho My nó có cái sự trưởng thành hơn. Thì em cũng thấy rằng là My nó cũng rất là ham học, ở nhà nó cũng luyện chữ, cũng viết bài. Nên là em hy vọng rằng là những cái gì mà cô đang chia sẻ thì em cũng sẽ nói lại để cho My nó có một cái
nhận thức học nó đúng đắn hơn. Thì em cũng cảm ơn nhà trường, thì em cũng sẽ phối hợp cùng với nhà trường để làm sao giúp cho My nó có cái sự tập trung hơn trong cái việc học, và mong rằng nó cũng sẽ tiến bộ nhiều hơn. Thì em cũng xin được cảm ơn cô. Thì có gì thứ hai thì em cũng vậy, là các một số bạn thành viên ở trong cái nhóm của tụi em á, những người bạn cái tên gia đình báo của tụi em á, thì cũng có một ít bưu phẩm, thì có gì em xin được phép gửi đến trường, thì mong cô nhận và cùng nhau dạy dỗ các bé ở trong trường nhá. Dạ vâng, và em chúc cô ngày 20 tháng 10 có nhiều sức khỏe và luôn có nhiều bình an nha cô. Dạ vâng, em chào cô ạ. Dạ, em chào cô. Đây là lần đầu tiên phụ huynh nói chuyện với hiệu trưởng cả là lần đầu tiên học sinh nói chuyện với hiệu trưởng. Ồ thật quá. Rồi, ok nha mọi người, đây mình gọi điện trực tiếp cho cô hiệu trưởng đấy nha. Chúng ta sẽ mua những cái gia vị cần thiết để mà nấu ăn. Đạo, chúng ta không mua, cô kêu là chúng ta sẽ mua những cái nó như là bột nêm mắm muối gì đó đấy. Thì cái này chắc là Hùng sẽ nhờ ai đó là nữ mua chắc nó tiện hơn. Mình là nhiều khi mình chưa bao giờ nấu ăn nhiều trong bếp, nên đôi khi mình không biết mình phải mua đầy đủ cái gì. Có thể là chắc là mình sẽ nhờ anh hai của mình. Mình sẽ nhờ anh hai của mình tại vì anh hai thì có chị Phương á, là vợ thì cũng rất là hay nội trợ trong gia đình, và nhiều khi cũng hay mua những cái đồ đó để đi làm thiện nguyện. Nên có gì là nhờ chị ấy mua dùm, xong rồi mình cho địa chỉ để gửi qua trường là ok rồi. Còn cái vấn đề mà cô vừa nói ở đây thì nói chung là cũng chỉ là một cái góp ý để làm sao chúng ta cùng nhau dạy dỗ cho My nó có cái nhận thức việc học nó ok thôi. Đấy thì ok nha. Hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái điều đó. Và Hùng chỉ muốn nói ở trên live đây để chúng ta cùng nhau biết được rằng là những cái mà chúng ta đang làm ở đây, mọi cái thì Hùng đều rất là rõ ràng. Và mong là mọi người chúng ta hiểu được rằng là hành trình của chúng ta là cùng nhau làm những điều tốt đẹp nha. Bây giờ chúng ta sẽ không bàn ra nữa, không có rau củ quả, cũng không có gạo, cũng không bánh gì nữa. Bây giờ gọi điện trực tiếp cho cô rồi, cô trả lời như vậy thì mình cứ dựa theo cô mà mua, chứ chúng ta cũng không cần phải dựa vào cái việc là này kia, đúng không mọi người? Mình cứ dựa vào mà mua đó, nên là chúng ta cứ như vậy đi ha mọi người ha. Rồi ok, thì xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng xem cái phiên live ngày hôm nay. Thì kết thúc phiên live này thì Hùng sẽ chuyển cho anh hai của mình, và nhờ anh hai của mình mua những cái đó, và thứ hai thì nhờ ông ấy ship qua nha. Nên là mọi người chúng ta cứ an tâm. Và Hùng xin được nhắc lại, cái tiền này là mình chuyển cho anh hai mình, nhưng nó là cùng nhau với gia đình báo để làm nha, chứ nó không phải là cá nhân của Hùng. Chúng ta hãy cùng nhau lấy cái tên gia đình báo để làm những cái điều nó tốt đẹp, chứ nó không, chúng ta sẽ không cùng phải dựa vào tên của một cá nhân là Hùng hay là gì cả. Chúng tất cả những cái như thế nào sau này Hùng đều lấy tên gia đình báo để cùng nhau làm những cái điều tốt đẹp hết. Nên là cảm ơn mọi người đã là một thành viên của gia đình báo và cùng nhau làm những điều tốt đẹp nha. Bây giờ thì chúc mọi người chúng ta một buổi tối thật là nhiều niềm vui và ngủ ngon. Chúng ta hãy cùng nhau hẹn gặp ngày mai nha. Bây giờ về tắm cho tỉnh, rồi lát nữa 2-3 tiếng nữa gặp nhau ở gốc cây nha. Nhớ tắm thơm tho nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại nha. Bye bye mọi người.